Hello, xin chào cả nhà nha. Mình đang quay trực tiếp các bạn của lớp mình đang đi khuôn môi hết cả nhà, đi viện của khuôn môi nha. Thường các bạn để cho cái sự an toàn thì thường đi viện là chúng ta sẽ đi bằng màu cam hết cả nhà. Cam tươi nha. Nhớ ngay giao điểm là nó phải cắt nhau cho nó đều, không có bị thiếu nha. Mình đang kèm các bạn lớp mình đang đi khuôn môi nha cả nhà. Để xuống dưới luôn, căng thẳng ra. Nhớ vườn trong nha. Xin chào các bạn nha. Đây khuôn môi học viên mình mới vừa đi khuôn môi xong hết cả nhà. Rồi để vậy rải đi luôn chứ khỏi cần phải phải chờ lao ha. Để vậy đi để mình thấy cái Cho đường xin miếng tươi được không? mình đi. Là từ từ xong đi viền môi xong rồi đầu mới tê mấy mấy ấy nha. Thì trong đi viền môi là đau nhất nha. Rồi xong rồi thôi nha. Rồi rải kim kim mọc và đi màu vàng nha.
Rải tơi tơi lên trên, đừng ở góc kỹ quá, tại còn đang làm màu ấy phải không? Em rải tơi 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 đi, rồi hồi hai vô góc sau. Để tơi tơi phần lòng môi trước, trong lòng môi đi, đừng ra ngoài. Lấy trong lòng môi cho nó hết những cái màu đó đi, hiểu không? Cái thăm á cô. Tại vì trong lòng môi nó mới thăm nhiều mình lấy cái màu đó được. Còn khúc ngoài thì ngồi mình cho màu kia ra, hiểu không? Đây kỹ thuật kim một hết cả nhà, kim một ha, rải hạt hay còn gọi là nano lip ha.
rồi ở trên thì bắt đầu mình hút cái màu vàng ha, hút màu vàng mình rải lên trên, rồi rải màu đàn áo xuống dưới lớp dưới ha. Giờ bắt đầu em đi full mo luôn, nó bật tông sáng lên đẹp lắm. Đấy, thấy bông ra nhiều cái môi bông ra đẹp ghê không? Vậy nó cũng có cái bí quyết của nó đúng không? Như cái xử lý màu của mình đó, mình phải biết xử lý màu, cái bông nó đẹp. Môi thảm mình xử lý, biết xử lý màu bông ra cái môi bật sáng ra liền. Giờ em chùi đoạn đi, em chùi cái đoạn của đây đúng rồi đó, thấy không, cái sáng bật lên liền không. Rồi xong thế rồi đi tiếp, cái sáng nó đi trở nền lên đi, rồi đi tiếp đi. Cái quyền cũng nhẹ cô ha. Đúng rồi, nó nhẹ nhàng rồi đó, quyền bóng ra cũng ấy ra cũng nhẹ nhàng vậy mới đẹp. Môi nó trong nó mới đẹp phải không? Đẹp là làm sau khi làm xong môi nó phải trong. Giờ cứ chồng 70 ra 30 cho cô ha. Chồng 70 hoặc 80 ha. Cứ vậy mà làm cho cô.